chúng ta sẽ bắt đầu ngay chương trình là phần phát biểu của em học sinh Đoàn Hoa Bảo. Một tràng pháo tay cho em Đoàn Hoa Bảo. Kính thưa quý thầy cô, phụ huynh và các bạn, con tên là Đoàn Hoa Bảo. Năm nay con được 11 tuổi. Con học tiếng Việt được 3 năm rồi. Ba mẹ muốn con học tiếng Việt vì con là người Việt Nam. Cảm ơn thầy cô và ba mẹ đã giúp con học tiếng Việt. Để không phụ lòng thầy cô và ba mẹ, con sẽ cố gắng học tiếng Việt nhiều hơn. Cuối cùng, con xin kính chúc quý thầy cô, phụ huynh và các bạn nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Chúng ta thấy Bảo mới vừa học lớp 3 và chuẩn bị lên lớp 4 tiếng Việt thôi. Và em nói tiếng Việt rất giỏi và học trong lớp cũng đọc viết rất là tốt. Xin cảm ơn phụ huynh em Bảo đã hướng dẫn em và cảm ơn thầy cô đã hướng dẫn các em trong thời gian qua. Bây giờ là phần giới thiệu các lớp và giới thiệu thầy cô của các lớp. Các con sẽ biết thầy cô mình là ai ngày hôm nay. Bây giờ thầy gọi từng lớp đã nha. Bây giờ giới thiệu học sinh trước nha. Thầy gọi lớp nào thì các con đứng lên ha, và các con có thể la lên cũng được để mà chào mừng mọi người, cho mọi người biết con là lớp nào nha. Bây giờ mình bắt đầu từ lớp nhỏ nhất được không? Lớp nhỏ nhất nha. Rồi lớp vỡ lòng. Lớp vỡ lòng đâu? Rồi các con đứng dậy nha nè. Vỡ lòng. Đây là lớp nhỏ nhất của trường Việt Nữ. Các em từ 5 tuổi và các con ngồi xuống. Đấy, rất là giỏi. Bây giờ lớp 1 mình sẽ có 1A. 1A đâu rồi? Nghe đâu rồi các con? Đứng lên nào, đứng lên cho mọi người thấy lớp 1A đâu. Wow, lớp 1A đây. Xin quý vị cứ vỗ tay thật to. Các con cứ tiếp tục vỗ tay thật to để chào các bạn nhé. Cũng như các bạn chào các con nha. Rồi bây giờ mình sẽ có lớp 1B. Lớp 1B đâu? Rồi các ta to lên nào, chào mọi người nha. Wow. À, lớp 1B. Rồi cảm ơn các con nha. Và lớp 1C. Lớp 1C đâu? Nào các con đứng lên lớp 1C chào mọi người xem. Rồi cảm ơn lớp 1C. Lớp 1D. Lớp 1D đâu? Rồi lớp 1D đứng lên. Không thấy đứng lên, mới thấy là đâu không rồi? Ở lớp 1 đây đó không? À lớp 1 đây, các đứng dậy nào. Lớp 1 đây là lớp nhất trong lớp 1. Lớp 4, lớp 1. Rồi, cảm ơn các con, các bạn xuống. Lớp 1 là những em học và hồi năm ngoái thì có mẫu giáo đi lên. Và những em mới học tiếng Việt lần đầu tiên thì cũng sẽ được vào lớp 1. Đây là cái sự khác so với các năm trước là các em mới bắt đầu mà lớn từ 6-7 tuổi thì vào lớp vỡ lòng. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ không còn cái lớp mẫu giáo nữa. Thành ra lớp nhỏ nhất là lớp vỡ lòng. Và chúng ta có một lớp. Và lớp 1 là có 4 lớp. Gồm những em mẫu giáo năm ngoái và những em mới học từ 6 tuổi trở lên. Rồi, nhóm A là nhỏ nhất, B là lớn lên dần dần và D là lớp lớn nhất. Rồi bây giờ lớp 2 là kết quả của lớp 1A năm ngoái. Lớp 2A đâu? Các con đứng dậy chào mọi người nè. Mình mọi người và các em tiếp tục vỗ tay chào các em lớp 2A. Và xin cảm ơn lớp 2A. Lớp 2B. Lớp 2B đâu, các con đứng dậy chào mọi người. Xin mọi người tiếp tục vỗ tay chào lớp 2B. Đây là các em của 1B và 1C năm ngoái. Và lớp 3A. Lớp 3A đâu, các con đứng dậy nào. Đây. Rồi, cảm ơn con. Rồi cảm ơn các con mời xuống. Lớp 2, xin lỗi 3D. Lớp 3D đâu đứng về và mọi người tiếp tục vỗ tay chào các em và các em. Bây giờ rồi cảm ơn các con. Lớp 3D.
và chúng ta còn ở lớp 4, 5, 6, mỗi lớp một, mỗi khối một lớp. Lớp 4, xin mời lớp 4 đứng dậy chào mọi người ha, lớp 4. Rồi, rồi, xin cảm ơn lớp 4 và lớp 5. Rồi, lớp 5 mời các lớp 5 đứng dậy ha. Rồi, cảm ơn các con. Và lớp 6. Lớp 6 là lớp lớn nhất của trường mình ở đâu? Rồi, các con đứng dậy nào. Wow. Okay. Rồi, bây giờ xin giới thiệu thầy cô của từng lớp. Mời thầy cô đi lên để chúng ta cùng cho các em biết thầy cô của mình. Chúng ta sẽ gọi theo thứ tự từ lớp nhỏ tới lớp lớn, lớp và vỡ lòng. Để cho cô Tường và cô Châu cắt, mời hai cô. Lớp 1A sẽ do cô Như và cô Lan Chi phụ trách, mời hai cô. Lớp 1B cô Vinh và thầy Tân, mời cô Vinh và thầy Tân. Lớp 1C cô Trinh, xin mời cô Trinh. Lớp 1C và lớp 1D cô Quy Linh và thầy Trí, xin mời cô Quy Linh và thầy Trí. Lớp 2A cô Khánh Linh và cô Phương. Hôm nay cô Khánh Linh bắn mặt, xin mời cô Phương. Và lớp 2B có cô Hà và cô Trân, mời cô Hà và cô Trân. Lớp 3A là cô Thảo và tôi là phụ trách lớp 3A. Lớp 3D, lớp 3B cô Thu Hằng và thầy Trương. Hôm nay cô Thu Hằng vắng mặt, mời thầy Trương. Chúng ta đứng hai hàng thầy cô nha. Rồi lớp 4 mời cô Lan. Lớp 5 thầy Thịnh, cô Vinh Kỳ. Lớp 6 thầy Sơn, cô Nguyệt Minh. Và bên cạnh ban giảng huấn thì trường hoạt động được cũng nhờ các thầy cô trong văn phòng, thầy cô giám thị. Xin mời các thầy cô trong văn phòng và ban điều hành, thầy Âu Hoài Bắc, cô Tường Vi, cô Kim Thư, cô Trang, thầy Khoa, cô Phượng. Xin mời các thầy cô lên. Thầy Phong và lúc nào cũng có thầy Thanh giúp phần âm thanh rất là chu đáo để có những buổi sinh hoạt như thế này chúng ta có được âm thanh đầy đủ. Và xin giới thiệu với phụ huynh và các em, đây là tất cả các thầy cô và ban trật tự, ban điều hành văn phòng của năm học 2019-2020. Xin cho các thầy cô một tràng pháo tay, cảm ơn các thầy cô. Xin cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Và ngay sau đây là phần văn nghệ. Chúng ta sẽ để phần múa lân sau khi văn nghệ khoảng chừng 30 phút nha, chừng bình. Thì bây giờ